Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Cây xì, đường cỏ chạy quá phê. Siêu đặc biệt luôn, kỳ dị. Chào cả nhà. Tiếp tục đi mời các nhà vườn, các anh, các em về tham dự triển lãm Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu Nghệ An. Tôi Quốc Anh và anh em Nghệ An thì đang có mặt tại vườn của anh Vũ. Đây là Bát Tràng. Đây là một trong những cái nhà vườn cũng rất là đẹp, chất lượng, nhiều đồ quý. Đấy, vào là quý vị các bạn thấy nó đã vàng ươm. Cây nào cũng vàng ươm cỡ này. Cây xoài dị chưa? Những cái cốt xanh rất già. À, như là mới bày đá, mới mua hay sao này. Một cốt xanh trực đẹp, mùa này đang nuôi mầm nó vượt khỏe kinh khủng luôn. Trực đẹp cực, mỗi tội rậm, chả nhìn thấy gì. Và đi tìm, thống nhất là đi tìm những cây nó rõ rõ để quay nha cả nhà. Gần điểm vài cây đẹp thì chắc mọi người cũng đã hiểu được cái chất của cái vườn. Đây là toàn cảnh của cái khu vườn này. Xa xa kia là cái phòng ngủ rồi, cái chòi nước. Đây những cái cốt xanh, xanh tầm trung nhưng mà thân non lực. Vườn này thì quá nhiều cây đẹp. Ui, cây xì, hai cây này mới cắt ra đẹp thế nhỉ. Ui anh, cây này, những cây này mang đi kịp nhỉ, kịp không? Kịp không, nhưng mà vào có kịp không? 10 ngày nữa vẫn kịp đúng không? Đặc biệt đấy. Ui, chỉ cần mang mấy cây cắt sơ sơ thì đã phê rồi này. Đẹp tuyệt luôn. Ui, đây cái tác phẩm này là tác phẩm quá đẹp, đẳng cấp. Lần đầu tiên tôi ghi hình cái tác phẩm này mà cắt lá này. Mỗi lần quay thì nó toàn ở trạng thái là để bông. Rồi cái xì, đường cỏ chạy quá phê. Siêu đặc biệt luôn, kỳ dị. Cột kèo uốn lượn, thân nó vàng tít xa luôn, quá quý. Tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, sẽ thuyết phục anh Vũ mang hai tác phẩm này đến đi về Nghệ An cho cả nhà ngắm nhá. Các bác Nghệ An này, về Quỳnh Ngọc để mà ngắm những tác phẩm đẹp. Cây này đi cũng đẹp này, cái này mà vặt lá đi thì cũng thích này. Ôi, vườn anh Vũ có mấy cây xi này chất quá. Đấy. Được chưa? Cả nhà thấy đẹp không? Sẽ thuyết phục các anh ấy mang cây này đi nha. Ba cây, những cây xanh thì đang nuôi rậm quá, ôi rậm quá, rậm quá, rậm quá. Ở đây có cây lão, cây lão này đẹp, cái đường chạy với cổ này, mời cả nhà xem nhé. Đấy. Vườn ai mà ghê gớm quá trời, quá đẹp, đồ chơi xịn sò này. Nhiều cái đẹp quá. Đấy, mang cái đấy đi.
Tác phẩm này gần hoàn thiện rồi này. Anh Bú ơi, pha nước với gọt hoa quả đi anh. Đẹp chưa? Anh cho mấy cái trái cây với lại nước chè là ăn chay là hạnh phúc được rồi nhỉ? Ui, tác phẩm này mịn tít, quá quý luôn. Ôi ơi, bác Vũ mà nhận lời mang cây này đi thì cho anh em Nghệ An ngắm thì sướng đời này. Ôi giờ cái mặt này nhìn phê thế. Sắp xếp bộ tàn rất phê. Ở cái mặt bên sườn này nhìn nó cũng đã. Nhưng tóm lại là khi thiết kế một cái cây ấy, quan trọng nhất là phải thiết kế được tứ diện. Cây mini mà đẹp chưa? Vàng ươm. Ê, tác phẩm này quá đỉnh. Rồi cây này cũng sẽ rất nổi tiếng cho mà xem. Tương lai nó không hề đơn giản một chút nào. Nó chỉ còn thiếu độ già và gai góc nữa thôi. Còn bệ rễ của nó thân pháp thì quá kỳ dị. Kinh điển. Một tác phẩm đặc biệt. Tôi đảm bảo quý vị các bạn chúng ta hãy chờ đợi để xem tác phẩm này nó sẽ có vị thế như thế nào nhé. Tôi đoán chắc là nó không hề đơn giản. Sẽ có vị thế khá cao. Trong này những cây sạch sẽ, gọn gàng. Cần thăng. Úi dồi ôi, cái đường tay này chạy quá đỉnh. Rất lạ. Nhiều nghệ nhân rất giỏi. Làm những cái đường nét rất phiêu. Chúng ta cùng xuống đây để ngắm. Đẹp quá, đẹp quá. Cột chất lư. Cây trực hoành rất già và rất nhũn. Đúng là ngắm cái vườn này thì đã đời luôn. Cây nào cũng chỉ muốn bê về. Hy vọng là sau này anh em Nghệ An cũng sẽ đầu tư nhiều hơn để có những khu vườn chất lượng như ngoài Bắc. Triển lãm Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu Nghệ An diễn ra, tức là khai mạc ngày 22 tháng 6, nhận cây từ ngày 19 tháng 6 2024. Nhũn chưa? Nhũn ơi là nhũn. Đây, ngắm mấy cái tác phẩm hoàn thiện của anh Vũ, đẹp mê hồn. Tác phẩm có cái thân chạy cực điệu. Chúng ta cùng xem đường co của cái thân này.
ngắm cây tường rất yêu luôn. Tôi đang thích cái tay này, cái cành này nó phải rã sâu xuống vào đây, hồi thật sâu xuống mà chéo cắm xuống, thích tạo ra cái nét nó lạ lạ một chút. Cụt ơi, cây đẹp đấy này, có cái đề hay không? Nhi có công đầy mình luôn. Ui, bác làm cái đề giống hệt làm một cái cây xanh. Cây này của anh Vũ đẹp nhỉ, quý quá. Ừ, rất lạ dáng. Tôi nói là sắp bố của cái cây này càng nhìn càng yêu anh ạ. Nha. Rất thích luôn nhé. Ờ, rất lạ dáng và cái nét bay hay thật đấy. Rất đơn giản nhưng mà lại rất đẹp. Đâu cần cứ tay 1, tay 2 xong cứ dưới dưới mới trên trên. Nhìn cái nét của nó rất phiêu. Một không gian chơi tuyệt vời và những tác phẩm tuyệt vời luôn. Có một cái xanh mới bấm lá sửa bông đặt trong một cái góc này nhưng mà lại cũng rất là chất. Đang ngắm thêm một số tác phẩm mini nhỏ nhỏ bên này nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bé mà yêu, mà xinh. Xin mời các anh vào việc. Báo cáo anh mới đến chương trình. Dạ. Thật ra thì cảm ơn bạn Quốc Anh, và cảm ơn bạn Quan Sáng Nghệ Thuật đã kết nối giúp chúng em là những cái đơn vị mới. Thật ra bọn em đang còn quá mới so với cái làng cây. Và thì trước mắt là cảm ơn hai bạn và anh em ở hội các hội hè, các hội ở bên Hà Nội đã kết nối giúp bọn em. Dạ. Cái vấn đề là đến được tận nơi các nhà vườn để là khá chết là mời các anh tham dự cái buổi lễ đầu tiên ra mắt. Và thì trong những cái mà cái buổi lễ đầu tiên ra mắt đấy thì rất mong các anh là có những cái tác phẩm để đời mang theo để chúng em là có cái tầm nhìn xa hơn, rộng hơn đối với cái làng nghề, của cái cảnh cái con người, cái con trai.
Thì mong anh ngày 22 này là bọn em có tổ chức, và bọn em được sự ủy quyền của câu lạc bộ và chia nhau ra, một người lo một việc, một người ở nhà lo việc ngay, bọn em đi mời cho anh. Thì rất mong anh tạo điều kiện để đến đại hội cho nó có một cái niềm vui được trọn vẹn hơn. Thế thì bản thân Vũ rất là cảm ơn, rất là trân quý cái tình cảm của các anh nha anh nhé. Và hôm tới dành cái thời gian của mình để vào chơi cũng như tham dự được trưng bày của câu lạc bộ này mà anh nhé. Vâng, cảm ơn anh. Ừ, tóm lại bây giờ anh viết viết cái gì? Dì em viết là các anh nhớ còn nhớ lịch gia đình cây à. Nhà vườn gia đình cây. Facebook gia đình cây. Mà thế nào lúc mà tôi đặt cái kênh gia đình cây, lúc mà mình tôi có ấy. Yeah. Mãi sau này cũng có nhiều người cũng đặt cái tên đấy nha. Lúc mình đặt là search không có này. Mà nó không bị trùng. Không bị trùng. Không bị trùng. Rồi xong rồi. Đây ra cái đây. Cây này nhé. Thôi em đứng sang bên kia với anh đứng đây với bạn của anh. Các bạn anh đỡ sợ. Rồi, rồi lấy nửa người thôi. À. Tôi lấy 1/2 người. Rồi cứ nói cho đàng hoàng tử tế. Nói tiếp tục từ đầu đấy. Rồi. Báo cáo anh. Vâng. Bọn em đang đến thì câu lạc bộ của Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu Nghệ An. Vâng. Thì sắp tới bọn em có ra mắt một cái một là cái ra mắt câu lạc bộ, hai là triển làm cái cảnh. Thì có những cái lời mời tha thiết đến tất cả nhà vườn. Vâng. Dạ, những cái chỗ là nhà vườn kết nối từ bản Quốc Anh và bản Bón Sái như thôi. Thì cũng mong các anh là tạo điều kiện và cứ những cái có những cái tác phẩm là đẹp của vườn để bọn em được mở mang cái tầm nhìn rộng rãi hơn. Rồi trân trọng cảm ơn anh nhé, thay mặt nhà vườn cảm ơn anh câu lạc bộ nhé. Cảm ơn anh Vũ và gia đình cây nhé, nhận lời về anh em Quỳnh Ngọc. Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn anh. Tuyệt vời quá. Hả? Vậy thiệp đấy. À xong rồi, thiệp đấy. À gia đình cây. Ok.